Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình coi thử cái bài lò nhiệt của các em ha. Nguyễn Huỳnh Tấn Hùng với Nguyễn Bá Hiền. BD chuẩn. Đồ thị BD chuẩn em phải ghi ra là sai số xác lập, thời gian xác lập đồ vọt lố là bằng bao nhiêu ha. Hệ thống ổn định hay không ổn định. Ở đây trường hợp này là hệ thống ổn định nè. Mà đã ổn định thì phải đề cập tới cái thời gian xác lập, sai số xác lập, độ vọt lố, các tiêu chuẩn của ổn định. Nó ổn định rồi mới nói tới tiêu chuẩn ổn định nha, còn không ổn định thì thôi khỏi đề cập tới mấy cái tiêu chuẩn ổn định nữa. Cái hình này mấy em phải nhận xét chú thích ra chứ không có để sơ sơ gì được. Rồi tới cái tăng giảm KB, KI, KD liệt kê ra. Thời gian xác lập 42 giây. Thời gian xác lập 42 giây nè, em bây giờ trong mấy cái thời gian xác lập ở đây nè. 42 giây, 31,5 giây, 54 giây. Em ghi một cái ra, em ghi một cái giải thích là tại sao em có 42 giây, chịu khó ghi một cái giải thích ra để thầy biết là em xác định đúng ha. Rồi. Em ghi khi KB tăng độ vọt lố tăng đúng. Nhưng thời gian xác lập và sai số xác lập thì như thế nào? Theo lý thuyết như thế nào? Một cái thông số điều chỉnh nó sẽ ảnh hưởng tới ba cái chi tiêu chí chất lượng điều khiển luôn, chẳng hạn như thời gian xác lập, sai số xác lập, độ vọt lố đều sẽ bị ảnh hưởng. Khi em tăng KB thì ba tiêu chí đó sẽ như thế nào? Ở đây em mới nói một tiêu tiêu chí là độ vọt lố tăng thôi, chưa được, phải thêm vô nha. Chu kỳ lấy mẫu 1,5 giây này có liên quan gì theo lý thuyết đâu nha. Chu kỳ lấy mẫu 1,5 giây này là em phải để ở chỗ này nè. Trong thí nghiệm ta có thời gian lấy mẫu, thời gian lấy mẫu là 1,5 giây. Tương tự căn giảm KD em cũng vậy luôn. À, khoan từ từ. Tăng KD độ vọt lố giảm, sai số xác lập và thời gian xác lập thay đổi không đáng kể. Thời gian xác lập dài hơn nha, chứ không phải thay đổi không đáng kể nha. Theo lý thuyết nó phải dài hơn. Cái này sai ghi lại. Chu kỳ lấy mẫu 1,5 giây ghi ra trong cái nhận xét theo lý thuyết để làm gì? Bỏ đi. Nó là một cái điều kiện để mà em thực hiện cái thí nghiệm này, không phải là cái nhận xét theo lý thuyết được ha. Rồi tới KD, KD, KI. KI tăng. Độ vọt lố tăng, sai số xác lập dần được loại bỏ, thời gian xác lập tăng đúng. Bỏ cái chu kỳ lấy mẫu 1,5 giây này đi ha. Rồi ok, lò nhiệt của em sửa mấy cái mà thầy vừa nói là có thể thi được rồi đó. Rồi tới thí nghiệm động cơ. Thí nghiệm động cơ, em cho cái khoảng này nó quá dài, nó không có thông tin, cắt bớt đi, chỉ lấy cái khoảng này thôi ha. Thời gian lấy mẫu là 0,1 giây hả? À, coi chừng nha, coi chừng nha, em kiểm tra cái code lại coi có phải là 0,1 giây không, kiểm tra cái code lại nha. Ở đây cũng vậy, KB tăng, độ vọt lố tăng, nhưng mà còn sai số xác lập với thời gian xác lập thì như thế nào phải ghi ra nha. Rồi vị trí. Thời gian lấy mẫu là bao nhiêu? Khi KB tăng, độ vọt lố tăng, nhưng mà còn thời gian xác lập, sai số xác lập như thế nào phải ghi ra. Rồi, chỉnh cái đó đi. Rồi tiếp theo là năm bài mô phỏng nha, năm bài mô phỏng. Nói chung cái này thì cũng không vấn đề gì. Không vấn đề gì. Rồi, ABCD rồi. Đi. Em không chịu coi cái hướng dẫn của thầy đã làm clip gửi cho các bạn khác. Ở đây em dùng cái tiêu chuẩn BOD theo lý thuyết để em kiểm tra tính ổn định của hệ thống. Tiếp theo sẽ là bước kiểm chứng. Ở đây á, em kiểm chứng bằng thầy chỉ cần một cách là được rồi, nhưng mà em làm thì tới hai cách lận. Cách thứ nhất là bạn sử dụng lệnh step của MATLAB để dùng một file kiểm tra. Cách thứ hai là bạn đang sử dụng cái khối Simulink để diễn tả cái việc mô phỏng. Thì thực ra hai cái hình này nếu em để ý nó sẽ giống hệt nhau à. Đúng rồi. Nhưng mà có hai cái hình này rồi sao? Em phải kết luận là hệ thống mình ổn định và thời gian xác lập, sai xác lập, độ vọt lố là hệ thống ổn định thì nó sẽ phù hợp với cái lý thuyết mà em đã tính ra ở đây. Em phải ghi ra chứ. Thấy không? Ở đây cũng vậy nữa. Ở đây không cần thiết em phải kiểm tra tới hai cách.
Em kiểm chứng hai cách thì càng tốt thôi chứ không vấn đề gì, nhưng mà kiểm chứng xong phải có kết luận chứ. Rồi, chỗ này ghi ra không ổn định, đúng không? Không ổn định thì có phù hợp lý thuyết không? Lý thuyết em tính ra là ổn định hay không ổn định mà nó ra không ổn định. Không thấy giải thích gì hết, phải thêm vô cái đó nữa. Rồi. Boss với Nyquist thì thực ra là một thôi cho nên coi boss được rồi. Kệ. Oscillon. Nè, những cái này người ta yêu cầu tìm k để mà hệ thống có cái chất lượng là cái gì đó. Ví dụ như ở đây trường hợp này là thời gian xác lập là 4 giây. Thì em tìm ra được thằng k rồi thì em thế vô em mô phỏng lại để coi có phải là thời gian xác lập là 4 giây hay không. Ở đây em dùng cái sơ đồ quỹ đạo nghiệm số ở trên MATLAB em tìm ra thằng k, nhưng mà em không kiểm chứng lại không được nha. Kiểm chứng lại. Phải có một bước kiểm chứng lại. Em có thể dùng lệnh step cũng được hoặc là dùng các khối Simulink để mà kiểm chứng lại. Đó, ở đây nè, em chỉ vẽ cái hình không mà em không có giải thích là nó có phù hợp lý thuyết hay không. Nên nó không có được nha. Bổ sung cái đó cho thầy. Ừ, đúng rồi, K nó gần với K giới hạn cho nên cái hệ thống mình nó lâu ổn định, nó dao động hoài à. Và thậm chí nếu K mà nó lớn hơn K giới hạn một chút, cái hệ thống mình sẽ mất ổn định. Nhưng mà mất ổn định theo kiểu là dao động rất lâu thì nó mới thể hiện sự mất ổn định. Mười tám phẩy hai phần trăm thì như thế nào? Tay em yêu cầu em vẽ để so sánh một cái gì đó, giờ nó ra gì thì giống hay không giống cũng phải ghi ra chứ, đúng không? Ở đây 22,5% thì giống hay không giống phải ghi ra chứ, em chỉ đáp ứng rồi em ghi về là đâu có được. Rồi khoan, hình như cái không có sai. KB tăng giảm KB. Rồi. Nói chung cũng không có gì, mô phỏng thì rất là đẹp. Ở đây hệ thống dao động trong bao nhiêu giây thì hệ thống ổn định, và dao động thì dao động trong khoảng từ bao nhiêu tới bao nhiêu, thành phần nào dao động, ví dụ như vị trí xe dao động từ mấy cm tới mấy cm. Rồi góc lệch thanh beam là dao động từ mấy độ tới mấy độ, hoặc mấy radian tới mấy radian, sau bao lâu thì ổn định, phải ghi ra chứ. Tự nhiên cái có kết quả xong cái ghi hệ thống ổn định cái không được, phải ghi các cái tiêu chí chất lượng ra nhận xét kỹ hơn chứ ghi trừ đuổi gì không có được ha. Nói chung là cơ bản là cũng ổn đó, em sửa mấy cái thầy nói xong rồi tiến hành thi được rồi đó.